Xin chào các bạn, clip này thì mình cùng nhau xem một vài trận đấu của người chơi đam mê uh, team ma Và bây giờ bắt đầu kẹp thêm những Pokemon hệ siêu, đó là Necroma với cả Mew Origin Trận đấu đầu tiên của người chơi này với cả một người chơi uh, 8 triệu dưới lực chiến Đi theo hướng team nước, cũng có Necroma Bắt đầu trận đấu này, bây giờ team nước này Giới hiệu ứng mưa của Ki này Bên này cũng có Necroma 11 sao, tường kim cương của con Mega Tianshi. Và bên kia thì đang sử dụng hai con tấn công đang mạnh nhất hiện tại. Đó là con Necroma và Masadao khi lên 11 sao. Luala thì giúp cho team Ma có thể được tàng hình trong khoảng hai lượt đầu. Con Senear thì nó cũng sẽ giúp cho bên bạn tàng hình này. Khi ra skill 2 hoặc nó sử dụng bảo vật của chính nó này. Mew Origin khi hành động xong nó cũng sẽ giúp cho Pokemon hệ siêu có sức tấn công cao nhất bên bạn cũng sẽ tàng hình được này. Do đó một cái team tàng hình như thế này nó sẽ hành động được liên tục bởi vì bên kia không có mục tiêu để tấn công. Đây là một đòn sát thương của Necroma 11 sao. Có thể nói đây là một trong những con bá về S cộng hiện tại. Sinh tồn tốt. Và đam thì rõ to. Khi nó 11 sao thôi. Và con Bramon Kyo đã chính thức tử trận rồi này. Các bạn thấy bắn rất là đau. Và Mega TNC cũng tử luôn. Thì như các bạn thấy là là bị phản đam rất là nhiều bởi hiệu ứng từng kim cương của Mega TNC. Do đó khiến cho con Masadao hay là những con Pokemon hệ ma khác cũng sẽ tử ngay từ lúc đầu như Giatina chẳng hạn. Thì lúc mà chưa có Necroma hay là Mew Origin ý, thì bên team Ma cũng sẽ rất là khó để đọ được với cả team tiên đất đá như thế này bởi vì hiệu ứng phản đam rất là rất là nhiều. Như các bạn thấy bây giờ là Luala cũng đã tử trận rồi này. Bên kia chưa hành động được gì nhưng mà bên team Ma cũng đã tử gần hết rồi này. Chỉ còn lại đó Necroma mới một sao với Mew Origin thôi. Thì việc mà ra con Mew Origin với cả con Necroma nó đã bổ trợ cho team ma có thể kết hợp được hai hệ này với nhau mạnh hơn rất là nhiều chứ còn việc ngày trước là một mình team ma cũng sẽ rất là khó để đối phó với ở team tiên đất đá thì trận đấu này kết thúc rất là nhanh nói chung là Necroma ra nó có thể kết hợp với việc team team nào cũng được nếu các bạn lên 11 sao nó sẽ rất là mạnh và trận đấu này bên team ma đã giành chiến thắng một trận đấu tiếp theo với cả người chơi với lực chiến thấp hơn có shiny mega Tiranita. thì các bạn sẽ thể thấy bên này chơi theo hướng đó là tiên đất đá bão cát thì cái sát thương giảm đi rất là nhiều vào cái phản thương đánh lên bên địch cũng rất là cao và các bạn để ý thì bên bên kia cứ đánh là bị mất máu nhiều đó chính là hiệu ứng của tiên đất đá với cả bây giờ là cái hiệu ứng tường kim cương của mega tnc nó cũng chắc chắn hơn bởi vì là cứ có nhiều pokemon hệ tiên đất đá thì cái tường nó lại cộng thêm nó 50% nữa Do đó bên team ma kia cứ đánh là bị phản đam Một hàng phòng thủ chắc chắn Bởi vì là cái tiên đất đá này nó ra mắt Mục đích là để dạy như là Chống lại một phần với cả cái team ma Bởi vì là team ma thì nó cứ hành động liên tục như thế này Thì những phản đam mà khi bên kia tấn công Cũng sẽ phản lại bên đó Và bên đó sẽ dần dần chết Thì đó chính là cái công dụng của team tiên đất đá Khi đối đầu với team ma Tuy nhiên Cái sự phòng thủ chắc chắn này nó đã bị phá Khi mà Necroma ra mắt và khi nó 11 sao Thì các bạn thấy là bên kia vẫn đang chất rất là chắc chắn luôn Nhưng mà phải đến khi Necroma 11 sao nó hành động ấy Thì nó đã làm cho cái tim bên này bay hơn bay đi rất là nhiều con Và các bạn để ý thấy là mấy hiệu ứng rồi dạng như là bóng dâm của con Luala nó làm cho bên này không nhận được các hiệu ứng có lợi của đầu tư đồng đội bình thường nếu mà các bạn là chơi team ma thuần chưa có con necroma 11 sao hay là con mioji chẳng hạn thì các bạn sẽ rất là khó để thắng được cái team tiên đất đá bên kia tuy nhiên ở đến thời điểm này hai bên bạn đấy đã, đã có hai con mioji ở đằng sau đó là nhờ tác động của con mioji hiểu dạng như là nó sẽ giúp cho hai con đấy có thể kháng tử được trong vòng hai lượt và nếu mà nó vẫn còn sống thì nó sẽ được hồi sinh trở lại này thì các bạn sẽ thấy tầm quan trọng rất là nhiều của Necroma với cả con Mew Origin này khi đi cùng với cả các team khác. Một bộ đôi. Mew Origin nó sẽ bổ trợ rất là tốt. Và sắp tới nữa mà về sau mà giả sử có con Mew, Mega Mewtwo chẳng hạn. Thì Mew Origin nó cũng sẽ bổ trợ tốt cho nó. Và sau khi la hồi sinh trở lại. Thì toàn bộ đồng đội đồ hệ ma được hồi sinh luôn. Thì bây giờ team ma... Dưới sự kết hợp với cả Necroma và Mew Origin nó đã mạnh hơn rất là nhiều Có rất là nhiều con bây giờ các bạn có thể kết hợp được như là Tiên Siêu này xong với Thép với cả Siêu này Các kiểu Nói chung là toàn những Pokemon S cộng mới nó đang kết hợp với team rất là tốt Và trận đấu này nhìn như thế này thì chắc chắn là Bên uh, Team uh, Ma nó chiến thắng rồi này Necroma thì vẫn hay Bị Ảnh hưởng bởi các hiệu ứng động đất của con uh, Diamond Gaudon do đó nó cũng hay bị chết nổ bom rất là nhiều. Của 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 mình giao đồn này. Masadao 11 sao. Nếu mà đi kèm với cả con Luala thì sẽ là rất là tốt, vừa giảm thương cao, vừa có thể uh, hồi sinh trở lại được một lần. Chứ còn nếu không có Luala thì thực sự là không có team ma rồi. Và trận này cũng đã kết thúc. Thì một trận cuối với cả người chơi uh, tiếp theo Trận này có Mew Origin này với cả một con Mega Rayquaza chắc là full Zmu rồi. Mega Rayquaza full Zmu thì sát thương nó rất là cao với cả nó có khiên gió ngay từ đầu để nó sinh tồn tốt hơn và tất tuy nhiên là bạn vẫn phải có mấy con bổ trợ. Cái sức mạnh của Mega Rayquaza khi lên full Zmu cái đam của nó cũng sẽ rất là cao so khác hẳn với bình thường. Chứ còn nếu bạn không lên Zmu thì Mega Rayquaza nó sẽ ao tìm sớm. Còn bên kia vẫn là cái chế độ tàng hình có rất là khó chịu giống như vậy thì hành động được liên tục này vẫn phải nhờ đó là những cái phản đam của bên Mega TNC hay là Sunny Mega Tiranita để trụ lại này thì cái team ma, này nếu mà chơi thì mình nghĩ đây là một cái team rồi không phải là đầu tư không cần phải đầu tư quá là nhiều về bậc S mà các bạn vẫn có thể được có một cái team mạnh vừa tấn công vừa có khả năng phòng thủ và về sau lại thêm cả Necroma như thế này, này nữa thì các bạn có thể hoàn toàn cho vào để kết hợp lại Điều như là bây giờ có hai con tấn công gần như là mạnh nhất của trong game này hiện tại rồi. Và team ma này nó cũng đi mình thấy cũng khoảng rất là lâu. So với cả team thép thì team ma nó tối ưu hơn rất là nhiều để có thể chiến được rất là nhiều cây team khác về bậc S hay là những S cộng mới. Đặc biệt như là Masadao thì nó sẽ rất là cần con Lulala chẳng hạn. Giả sử bây giờ bạn mà không có con Necroma hay Mew Origin chẳng hạn thì những con hệ ma này nó bay màu từ rất là sớm rồi. Như các bạn thấy Giatina hay là nhiều con Lula hay là Masadao bay từ có hai ba lượt đầu là bay rồi. Thế nên là càng về sau S cộng mới có thì nó mạnh. Chẳng hạn thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể kết hợp được vào về cả team ma của bạn. Thì về sau như đâu ở ma với siêu chẳng hạn thì có thể là hai cái team này cũng sẽ rất là tốt luôn. Ma thì vẫn lại bộ ba đó là mà uh, Luala này, Masadao này với cả Hupa Zmu hoặc là Giatina này. Còn về siêu thì sắp tới là có con uh, Mew này, xong rồi con um, Necroma với cả Mega Mewtwo chẳng hạn thì quá là tuyệt vời. Cũng may là nhờ có cái tường đá của con uh, Shiny Mega mà nó làm cho kiểu như là cái um, cái uh, sát thương của con Luala, uh, con uh, Masadao với cả Necroma nó bị giảm đi rất là nhiều. Trận đấu này thì uh, so với team thuần tiên đất đá như vừa rồi thì nó lại dễ dàng hơn. Nhưng mà các bạn cũng sẽ thấy độ khó chịu rất là cao của con Miojin bên kia. Nó là một con sinh tồn rất là tốt. Masadao thì uh, sát thương có thể gây ra dựa theo sát thương thực của nó, uh, theo kiểu mà khi mà nó ra đòn skill 2 ấy, thì những sát thương mà nó nhận vào ấy mà bị thì nó sẽ đánh trả lại địch đó thế nên là các bạn sẽ thấy Masada gây ra sát thương rất là cao Necroma này đam thì rõ to bốn mấy triệu và bây giờ bên kia chỉ còn mỗi con Mioizin thôi Masada thì bên kia à, vẫn còn này Necroma thì đã tử rồi này và mỗi mình con Mew Origin để còn trụ lại trên sân Thì càng người sau S cộng mới Nếu mà bạn lên được sao cao Thì sinh tồn khả năng rất là tốt Thì đây chính là một con Mew Origin Để có thể chống chọi bên kia Tuy là không thành công được Bởi vì bên kia cũng đang ba con lận Nhưng mà cũng cầm cự đến như thế cũng rất là tốt rồi Vậy là cái trận đấu này cũng sẽ kết thúc với kiểu mà Tima nó sẽ chiến thắng.